ông anh cả và ông anh hai của mèn chi âm không đợi mà gặp bạn đọc hẳn đã biết mục đích tôi về quê chuyến này vừa thăm mẹ vừa có ý tìm bạn cùng nhau đi du lịch việc thăm hỏi mẹ thế là xong giờ tôi đi tìm bạn đất này nào biết ai kẻ chi âm tìm bạn đã khó huống chi lại là sự đánh bạn với nhau trong cuộc lên đường lâu dài lên đường lên đường mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay. Mỗi sớm, mỗi chiều lại gặp một cảnh vật mới, lúc nào cũng đi tới một nơi xa lạ, không ai có thể mong ước hơn. Mới tưởng đến cũng đủ nao nức, bồi hồi. Hỡi ôi, còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và tấm lòng thiết tha mà đành sống theo cuôn khổ bằng phẳng. Ngày hí húi bới đất làm tổ, đêm đi ăn uống và tụ tập chúng bạn nhảy múa sông dài tôi không muốn cho đến lúc nhắm mắt vẫn phải ân hận chẳng biết đằng cuối cánh đồng mênh mông kia còn những gì lạ và cuộc đời ở đấy ra sao tôi có hai anh một lứa sinh và ba anh em tôi đã được mẹ tôi cùng đưa đi ở hang riêng năm trước trong cuộc đi tìm bạn tôi nghĩ đến hai anh tôi đầu tiên tôi đến thăm anh hai tôi thoạt nhìn cửa hang của anh tôi đã hơi thất vọng cửa hang bé và nham nhở bẩn như lỗ run đùn Lúc chui vào thì có từng đám rễ cỏ quệt xuống đầu, y như vào một hang khoang, càng sâu càng ẩm mốc, lạnh tanh. Trông thấy anh, tôi giật mình. Trong bóng tối âm thầm, tôi phải chú ý mãi mới nhìn thấy và nhận ra được mặt anh. Anh tôi kỳ kheo khư, đến nỗi tưởng sức tôi mà đá thì chỉ phát một cái cũng đủ khiến anh tôi bắn xa 15 trượng. Nghe tiếng chân tôi bước thình thịch, anh hoàng cốt luống cuống, bối số cả càng lẫn sâu, rồi cứ quanh quẩn chạy vòng tròn, không biết chạy đi đâu. Tôi phải đánh tiếng mãi, anh tôi mới nhận ra tôi. Bây giờ, anh tôi mới yên lòng và đứng im, chỉ còn hơi sung sâu. Sáng chừng chúng tôi khỏe mạnh, cứng cáp và đen bóng như cột nhà cháy bôi mỡ, anh còn sợ. Thế là đôi sâu cứ rung mạnh dần lên. Thật đáng cười và đáng thương. Tôi hỏi, anh ơi, anh ốm hay thế nào mà cọp nhỏ vậy? Anh nhăn mặt. Chú nói bé bé chứ, không có anh ván cả đâu. Không anh không ốm. Tạ người anh thế, bây đâu chú đi làm ăn đâu mà những đứa độc miệng bảo chú chết rồi. Tôi cười, em chết sao được, đi xa thích lắm. Em về chuyến này trước thăm mẹ và các anh, sau dù anh cùng đi xa. Anh khoảng hút hỏi lại, đi đâu? Tôi đùa quá to, đi xa, đi xa. Thế là anh tôi thích kinh, chệ cả hai râu mũi xuống anh hiệu chân ngã rụi và nói lảm nhảm đi xa chết nói chết thảm hại quá vì đâu anh tôi mắc bệnh sợ đến như vậy cái gì cũng sợ chưa chi đã sợ sợ đến chết ngất không phải bệnh ấy có từ bẩm sinh đâu lúc bé anh em chúng tôi đều khỏe mạnh như nhau câu chuyện bệnh sợ của anh tôi như sau ra ở hang riêng ít lâu một hôm anh đi chơi tha thần vào vườn sau, anh đứng dưới chân một cây cải xanh trên mép lá một chim chích đang nhặt sâu. Có thể là vô ý, chim chích ỉa tuẹt một bãi trúng lưng anh. Anh rũ cánh, làm bầm chửi đứa nào bậy bạ mà anh không biết đứa nào. Bởi vì lúc ấy, chim chích làm xong cái việc vô ý rồi điềm nhiên cong đuôi chui vào kèo con sâu trong kẽ lá cải to. Nghe tiếng chửi, chim chích quay lại ra. Chim và dế đâm chuyện cãi nhau. Một bên thì chửi đứa ỉa xuống lưng tao. Một bên thì bảo mày vu oan cho ông vì anh tôi đã rú sạch ngay bãi cứt chim trên lưng rồi. Không ai chịu nhau thì phải đến đánh nhau vậy. Thằng chim chiếc kia thì bằng hạt mít, chân nó leo kheo như cái tăm và cái mỏ hoạt như sợi bún. Còn anh tôi thì nào răng sắc, nào càng có ngạch vinh rất hiểm. Cứ dấn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mày vỡ mặt ra chứ. Thế mà đù đà đù đờ đến nỗi anh tôi thua. Anh tôi co cổ chạy, nó đuổi theo. Anh tôi sợ quá, vấp ngã ngửa. Nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh có lúc anh tưởng chết dọc đường, rồi phải lê dần, chạy lê thế, mà nó vẫn mổ, nó vẫn đánh, nó đuổi đến khi lần được vào trong hang thì khắp người máu me, hai cánh ngoài rách nát cả và nằm chết ngất. Không biết mấy hôm mới tỉnh, từ đấy nghe tiếng gió thổi ngoài cửa hang cũng sợ, tưởng thằng chim chích lại đến đuổi đánh trên đầu. Không dám đi đâu nữa, đói lắm, mà đến khuya mới dám ra, cửa lôi vội mấy cái cỏ già vào chấm nháp. Thế là ốm dần, cứ thế này thì rồi mai kia cũng đến chết vùi thân trong hang mà thôi một lúc sau anh tôi mới dần dần tỉnh tôi cũng chẳng muốn nói thêm lời nào càng không dám đùa nữa ngại anh tôi có thể ngất mà chết hẳn chăng tôi ra ngoài bãi hái mớ cọt non và tươi nhất đem vào biếu anh tôi lựa nói mấy câu an ủi đến lúc anh tôi tỉnh táo như thường tôi mới khéo trách sau hồi đó anh không bình tĩnh ngửa mặt dơ càng lên vừa đánh vừa đỡ vừa lùi vào khang phòng thử thằng chích láo lếu đã làm chi nổi anh tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì ngẫm nghĩ đều họa may còn nhớ lại được chút mạnh bạo nào không anh chỉ lắc đầu tôi lặng lẽ ra khỏi khang cũng không có một ý nghĩ rõ rệt còn nghĩ sao nữa khi anh ấy đã run rẩy hèn đớn đến nỗi ai nói to cũng giật mình thì có gì mà kỳ vọng dù anh đi được tôi đến thăm anh trưởng tôi. Hàng anh trưởng tôi rất khang trang, có vẻ phong lưu. Tôi đã biết tiếng Anh thích ăn ngon, ưa phép tác tôn ti trật tự hay bắt bẻ vặt. Tôi chào, mặt anh hầm hầm đương tức tối điều gì. Tôi phải thưa với anh rằng, bao nhiêu lâu anh em xa cách, em đã trải bao phút gian nan, tính mệnh trao đổi sợi sâu. Anh có biết không, em lặn lộ từ xa về đây để gặp lại anh. Sao trông thấy em, mặt anh cứ lạnh như đá thế kia? Anh tôi nói mát, chả dám, chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh, xin trả giám. Đồ đáp, thưa anh, đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra. Anh cười nhạt, hừ, chú bảo chú nhớ anh mà chú lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây. Thế thì phòng thừa, chú coi gia giáo nhà ta là cái gì? Đùi lộn lên đầu hứa. Thế ra anh giận tôi, đã quên tôn ti thứ bậc. Thảo nào, mặt anh nặng như cái bị. Tôi định cãi lại một câu. Chẳng gì thì tôi đã đi đây, đi đó, Tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới khổ lậu và cái việc chấp vặt nhỏ mọn này. Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi, tôi đã quên tức và từ tốn trình bày. Thưa anh, em cũng biết thế, nhưng vì anh hai đau yếu lại tiện em đi qua nhà. Thấy nên vào thăm anh ấy trước. Thế đấy, chắc anh đã vui lòng rồi. Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng hỏi sật giọng Mấy năm nay chú đi đâu? Em đi du lịch. Du lịch? đi du lịch, đi buôn bán. Tôi cười, chẳng buôn bán gì đâu, du lịch là đi xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra. Anh tôi cười khẩy, đi không kiếm được miếng ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dại mới đi như thế. Đi lang thang thất thều thì ai ở nhà trông non phần mộ tổ tiên, ai đèn khương cúng dỗ các cụ. Thời bây giờ, đứa nào cũng nóng lên đi với đi. Quần bất mục bất hiếu là chú, chú biết không? Tôi giận lắm, nhưng chỉ cười thầm. Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải, nhưng mẹ hiểu mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ. Tôi lại nghĩ, giả tổ tiên tôi mà biết được việc này, hẳn các cụ cũng phải chán cái thằng con cháu, cứ khư khư ôm nắm đất, đến mòn đời, chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới súng tuổi mà lụ cụ hơn cả người già lẫn cận. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi, tôi nói, thưa anh, em cũng biết như anh, và em còn biết khác anh. Em biết rằng chiếc đời này muốn mở mang chiếc óc thì phải bước chân đi ra bốn phương. Một ngày đang một sảng khôn. tôi tin dạy thế chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu. Cho nên em về đây trước thăm anh sau bốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em. Anh tôi hét to. Mày chửi tao à? Mày chửi tao! Rồi xông đến trước mặt tôi, nhưng tôi biết dù nơi nóng thế, anh cũng chẳng dám động đến tôi. Bởi tôi lực lượng to gấp mấy anh. Quả thế, cáu lắm anh cũng chỉ dám cụm chán tôi và dừng lại chừng mắt thế thôi tôi bực mình song vẫn cố làm vẻ bình tĩnh cái bình tĩnh lạnh đùng ngụ ý khiêng bỉ tôi nghênh mặt lên không chào lặng lẽ quay ra đuôi cánh tôi quay chọc vào mặt anh một cái khinh thường tôi đã từ giã ông anh cô khủ của tôi một cách ngạo mạn như vậy để mặc ông anh tức tím ruột tuy vậy anh cũng không dám đuổi đánh tôi đành ôm nỗi căm hờn vì có đứa em hỗn láo dám đi phiêu lưu tôi còn đi tìm vài anh em quen nữa xong xem ra chỉ phường giá áo túi cơm thì lắm lắm có anh cũng như anh trưởng tôi nói rằng nhà mình con một không thể nhất đáng rời quê hương có anh mới nghe tôi nói đi du lịch đã xanh mặt lại và vái tôi có anh ngần ngơ hỏi đi xa thế độ mấy hôm thì về được tôi chẳng buồn trả lời một buổi chiều Tôi đứng bờ đầm nước trông xa khi hoàng hôn xuống mà nước phương trời bỗng sáng lên trong xe lát, đượm vẻ bao la kêu gọi vô hạn lòng sang hồ. Bỗng sau lưng có tiếng ồn ào, quay lại tôi thấy một xế chuỗi đường đánh nhau với hai mụ bọ muỗm. Hai mụ bọ muỗm vừa xông vào vừa kêu om sòm, ai đã nói rằng vừa đánh chống vừa ăn cướp. Lúc ấy tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy. Hai mụ sơ chân, nhê cặp sang xài nhọn, đánh tới thấp chuỗi bình tĩnh dùng càng cạt đòn rồi bổ sang. Hai càng chuỗi móc tỏe đằng trước khi hươn lên coi oai như cặp chùy đầu. Tôi đứng ngắm và khen thầm. xưa này tôi vẫn có ý coi thường các cậu xứ chú ý, chuỗi, chú chuỗi quê cạch, mình dài thuần thuẫn, bốn mùa mặc áo ghi lê trần. Nhưng bây giờ nhìn anh chuỗi nhanh nhẹn này tôi hiểu rằng không nên chỉ xem vẻ ngoài mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy. Chú ý gan góc, một chống với đôi mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đau. Nhưng hai mụ bọ muỗm cứ vừa đánh vừa kêu, làm cho họ nhà bọ muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng. Thế là cả một bọn bọ muỗm lốc nhúc chạy xa. Chú biết thế nguy, đùi khỏi vòng chiến nhảy bòm xuống dọc nước bơi sang bên này. Cách nước rồi, yên chí, chú lại kê ngang, đứng hướng về bên kia, sơ chân dơ càng dọa lại bọn bọ muỗm vừa kéo tới, Thế thế, bọn bọ muỗng tức bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ảo sang dập cả mặt nước. Chúng ta không hề dè bọn muỗng bay mau thế, anh ta chỉ kịp sơ hai cánh càng có răng cưa tròn xoe lên, thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc bánh chém tới tấp xuống, chuối ngã quỵ, lũ kia xô cưỡi lên, nhất định có án mạng phe này. Tôi vội nhảy tới, bọn bọ muỗng hốt hoảng bay đi hết. Chuỗi nằm trọng gọng, bất tỉnh nhân sự, tôi vực về cửa hang lấy nước phun vào mặt chuỗi. một lát chú tỉnh còn rên hờ hờ bị nhiều đòn đau thâm tím cả mình chũi kể tôi nghe vốn trước kia hang chuỗi ở xóm xa bên cánh đồng khác một lần xa bên sông thấy cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó xóm ấy có bọ muỗm chú ngủ nhiều bọn bọ muỗm thấy tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến không ngày nào không có bọ muỗm đến sinh sự Chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa làm cho chuỗi không chịu được. Nhưng chuỗi vẫn gan lì, có khi chúng dọa đánh chết chuỗi. Chuỗi rất ngang, không sợ. Đứa nào chửi thế nào, chuỗi chửi lại thế. Đứa nào muốn đánh nhau, chuỗi đánh nhau. Tiếng bọ muỗm bắn nhắn thế, nhưng dù thế nào cũng phải kiềng kẻ can dạ, nên cũng mới chỉ có những cuộc xô xát xoàng thôi. Trận ẩu đả hôm qua là to nhất, bọ muỗm định đánh chết chuỗi thật, chúng cho hai bộ ra sinh sự lấy cớ rồi kéo cả lò ra đây là trận đòn thù chứ không phải là cuộc ẩu đả tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu chuỗi rối giết tạ ơn tôi khuyên chuỗi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh tới khi khỏi hẳn hãy về được ít lâu các vết thương của chuỗi liền đầu mấy hôm ở trò chuyện cùng chuỗi tôi biết tính chuỗi rất vui hay nói pha trò phải yêu đời nhưng tôi thích nhất chuỗi cũng ưa sự đi đây đi đó chuỗi thường khoe rằng tuy chuỗi còn ít tuổi nhưng đã từng đi xa. Tôi gọi ý dù chuỗi sẽ cùng đi du lịch. Tôi bảo rằng ở trên trời xa kia chắc có nhiều cái lạ, không nên về đồng cỏ cũ nữa. Chuỗi gieo lên, nhận lời ngay. Chúng tôi bèn kết làm anh em. Từ hôm ấy, chú ở luôn hang tôi và tôn tôi là anh, còn tôi gọi chuỗi là em. Thề rằng từ đây sinh tử có nhau. Chúng tôi sửa soạn. Một ngày cuối thu, tôi và chuỗi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh, rốt thu hưu hưu thổi như dục lòng kẻ xa đi, thế là tôi rời quê hương lần thứ hai.